chiếc đồng hồ biểu tượng của giới quý tộc châu Âu. Đồng hồ ông nội, hay còn có cái tên là đồng hồ quả lắc, được coi là biểu tượng của sự thanh lịch và đời sống xã hội nước Anh vào thế kỷ 17. Nó phổ biến tới mức mọi nhà đều mong muốn có cho mình một chiếc đồng hồ để đặt trong phòng khách. Đồng hồ quả lắc được coi là món đồ sang trọng và uy tín trong suốt lịch sử, thường được tìm thấy trong những ngôi nhà, cung điện và khu đất lớn của những người giàu có. Việc sở hữu một chiếc đồng hồ quả lắc được coi là biểu tượng của sự giàu có, tinh tế và là minh chứng cho sự đánh giá cao của một người đối với nghề thủ công tinh xảo. Đồng hồ ông nội thường được truyền qua nhiều thế hệ, trở thành vật gia truyền được trân trọng trong gia đình. Sức hấp dẫn lâu dài và khả năng đứng vững trước thử thách của thời gian góp phần tạo nên danh tiếng và sự nổi tiếng lâu dài của họ. Quá trình tạo nên một chiếc đồng hồ quả lắc là một nghệ thuật tinh xảo, đòi hỏi sự tỉ mỉ và kiên nhẫn từ những nghệ nhân tài ba. Từ việc lựa chọn nguyên liệu đến quá trình lắp ráp và hoàn thiện, mỗi bước đều cần thực hiện với sự chăm chỉ và tinh tế. Đầu tiên, quá trình bắt đầu với việc lựa chọn các thành phần cơ bản của chiếc đồng hồ. Đồng hồ quả lắc thường được làm từ các loại gỗ cao cấp như gỗ hồng đào, gỗ cây phong hoặc cả gỗ sồi. Những miếng gỗ được chọn phải đạt tiêu chuẩn chất lượng cao và có độ bền tốt để đảm bảo sự bền vững và đẹp mắt cho chiếc đồng hồ. Tiếp theo, các nghệ nhân sẽ bắt đầu quá trình chạm khắc và mài mọi chi tiết trên bề mặt của miếng gỗ. Đây là giai đoạn quan trọng nhất khi mà các họa tiết, hoa văn hay thậm chí cả hình ảnh được thể hiện. Mỗi chi tiết phải được xử lý một cách tỉ mỉ để tạo nên sự đồng điệu và tinh tế trong từng đường nét. Sau khi các chi tiết đã được khắc họa hoàn chỉnh, đến lượt quá trình lắp ráp các phần cơ bản của đồng hồ. Máy đồng hồ, chuông báo giờ và cơ chế quả lắc phải được lắp đặt một cách chính xác và chắc chắn để đảm bảo tính hoạt động của chiếc đồng hồ sau này. Cuối cùng, sau khi tất cả các bước đã hoàn thiện, chiếc đồng hồ quả lắc sẽ được kiểm tra kỹ lưỡng để đảm bảo rằng mọi chức năng hoạt động đúng như kỳ vọng. Nếu cần, các điều chỉnh sẽ được thực hiện để đảm bảo sự hoàn hảo và chính xác. Một chiếc đồng hồ quả lắc không chỉ là một thiết bị đo thời gian mà còn là một tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời, mang trong mình sự tinh tế và sự tỉ mỉ từ đôi bàn tay của những nghệ nhân tài ba. Chiếc đồng hồ quả lắc không chỉ đẹp mắt trong từng chi tiết mà còn mang đến cho người sở hữu một cảm giác thanh lịch và sang trọng mỗi khi nhìn vào nó.